Theo quy định thì những phương tiện chở người từ 10 đến dưới 30 chỗ ngồi thì phải trang bị 2 bình chữa cháy không nhỏ hơn 2 kg. Nhưng qua kiểm tra ngày hôm nay thì rất nhiều phương tiện không đáp ứng quy định này. Cái này là chỉ theo kỹ thuật của xe thôi, của cái nhà sản xuất xe thôi. Còn để mà đảm bảo cái tính mạng của 29 con người trên xe này nó sẽ không an toàn. Dạ vâng. Nhá. Cho nên là hôm nay là chúng tôi kiểm tra là yêu cầu anh là về anh khắc phục ngay cái này trong ngày hôm nay. Hầu hết các phương tiện chở học sinh ở Hà Nội hiện nay là xe từ 16 đến 29 chỗ ngồi. Nhiều xe còn lớn hơn, trên 30 chỗ. Trong khi đó, các xe này chỉ được trang bị một bình cứu hỏa, dung tích lại không đạt tiêu chuẩn, thì sẽ rất nguy hiểm nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Trong quá trình kiểm tra ấy, thì chúng tôi cũng siết chặt cái công tác là thứ nhất là người phải lái xe thì phải có giấy phép để đúng hạn, đúng với cái điều kiện của phương tiện người lái. Cái nữa là phải có đầy đủ các cái chứng chỉ tập huấn về an toàn giao thông cũng như là chứng chỉ tập huấn về phòng cháy chữa cháy, rồi là cứu hộ cứu nạn. Bình chữa cháy cùng với búa phá kính thoát hiểm là dụng cụ tối thiểu bắt buộc trang bị trên xe ô tô, đặc biệt là xe chở khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra, các xe chở học sinh cho thấy, ngoài thiếu bình chữa cháy, bình cũ, dung tích nhỏ, một số xe khác cũng không trang bị đầy đủ búa phá kính thoát hiểm theo quy định.